Và hôm nay chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ tắm sửa thử một cái body kit khách hàng mang lại cho. Đâu, có số điện thoại khách hàng còn đây không? Ghi trên đây không? Đâu, ghi bên đây. Đây, đó điện thoại khách hàng mới mang lại sáng, lỗi ở một hộp. Rồi bây giờ chúng ta thử xem có lỗi ở một được không? Chúng ta sẽ gắn bộ đầu, bộ đuôi vô. Rồi các bạn tiến hành đi, mau nhờ vô tiến hành. Thầy hướng dẫn cho bạn tập sửa dần dần cho khi nào các bạn về quê thì các bạn cũng thể là tự sửa được, chứ không phải nhất thiết là phải. Còn bạn nào muốn ở đây sửa máy phụ thầy thì cái việc sửa với bạn nào, thầy nghĩ rằng chắc không bao giờ mà các bạn ở đây phụ thầy đâu, biết sửa thì về sửa, thậm chí là biết hơi hơi là cũng về rồi chứ ở đây làm gì, đúng không? Thế là đó điều kiện của những bạn viên nào cũng đòi hỏi như vậy, biết tập sửa là về sửa thôi. Rồi chúng ta lấy kiểm tra chắc là có quay ra này các lấy mẹ đúng rồi giả nhiều chưa ha. Rồi không lấy kiểm tra chắc đó, có kiểm tra đâu, lấy kiểm tra cũng là hỗ trợ cho nó nhanh quá. Đây là quá trình của những bạn học viên mới vô chúng ta làm. Chưa tập dần. Vậy là nói là một là các bạn tra trên Google và đó là một nói vậy cái gì trước rồi, cái gì chúng ta làm. Đó là một. Đó là một cái kinh. Để cục xe qua mấy kia luôn rồi, đúng rồi. Để cái lắp qua gắn vô luôn. Cho một cái lắp đi. Lắp nào thử đó. Rồi ba sẽ cấp lắp luôn rồi. Để qua. Cái lắp kia đâu, cái lắp này mình đang thử đâu. Dám đưa cái lắp vậy thôi, nó mất cầm e lên nè, xuống cấp tới cấp lui nha. Đó, rồi. Tự cẩn thận, từ không gấp. Rồi cái quạt thì phải lấy cái ấy kê nó lên để họ nó quay chạy cho quạt. Lấy cái cho mượn cái băng keo đó đi qua bình đó, kê cái đứt quạt lên để không có nó quay. Rồi chúng ta phải sửa thực tế, học là phải sửa thực tế, học không phải là sửa học có cái lý thuyết suông về là cực kỳ đông. Rồi chúng ta học phải thực tế về phải làm được. Là bắt dây kiểu cổ cẩn thận vô à, cái dây gấp lóc đâu bình đây cái dây đó không tháo cánh đi rồi vừa tháo cánh á không không tháo cánh được, tháo cánh quặt nó quay nó lắc à, cho nên là bảo nó cầm đi đưa chung cho bảo nó thì khi cái quặt đuôi đây khi mà nó không có tải á thì nó quay nó sẽ lắc cạch nó lắc nó không có chạy được, cứ lắc đứng nó lắc rồi nó xong nó chạy lắc cho nên là cái đuôi đây kia muốn nó chạy đều mà không bị lắc là chúng ta gắn nó cái cánh hoặc là gắn cái cùi cánh cũng được, tại vì mấy bạn này gắn cái cánh với thầy rồi thầy chặt mấy cái cánh đi bỏ có miễn có cái cùi tròn đó ở giữa này bỏ cái cánh đi thầy dây này đúng thầy hay cái công suất lớn đi đúng rồi gắn chưa và chúng ta thử thử xem các bạn tập làm đi từ từ các bạn sẽ quen. Ba cái dây cắm lốc có phải đúng dây không ạ? À ba cắm lốc thì em gấp lộn thì nó chạy ngược, rồi chúng là cái đầu nén để thành đầu hút thế thôi, thì mình sẽ đổi hai dây lại. Cấm ăn không? Cấm chắc chắn ăn nha. Đừng quan tử ha. Và các bạn search lỗi Google lỗi L1 ra chưa? Đã lỗi L1 lỗi gì? Có không? Có lỗi L1 không? Báo chung báo con lỗi. Ừ, thì nó báo vậy thôi, được rồi, mình sửa được rồi. Ok, các bạn cứ tập làm dần cho nó quen tay quen chân, chứ không có gì gọi là khó khăn lắm. Các bạn nào muốn sửa máy phụ thầy hoặc là muốn ở đây phụ thầy thì về hạn thì các bạn đó, nhưng mà thầy mong là các bạn về học biết về quê sửa kiếm tiền nuôi vợ con, chứ ở đây làm gì mấy chỗ mà có nhiều học viên mà quê có nhiều người mà ngồi làm nó dốc không, tại vì không biết nó mới là làm chứ nó biết về chứ nó mới gì là làm sao biết chứ có làm. Rồi ok bây giờ chúng ta sẽ cấp điện, chúng ta thử điện 220 hàng thùng và không phải điện 110 cho nên là hàng thùng thì cũng phải xài 220 thôi. Rồi chúng ta mở nguồn ra thử thử xem. Nó kêu bảo nó ra nó kêu dịnh cơ mà. Ngồi dưới chứ. Ngồi dưới. Giữ một tay thôi, cái này nó êm.
Hả? Lúc sáng nó bằng giữ một tay rồi. Không, sáng hay lắp cái cánh nó lệch thôi. Bạn lắp cánh lệch thì nó ấy à? Bỏ cái ra đi, bỏ quần đi. Kiểu ấn đi em. Ấn mở đây. Có gì chút chút nữa tí. Một tí nữa. Rồi, ok. Rồi chúng ta tiếp tục rồi. Rồi chưa? Bây giờ chúng ta sẽ mở nguồn. À, chị ở đâu xuống đuôi. À, có cảm biến rồi chưa? Đầy đủ hết chưa? Rồi. Rồi bạn thử xem nó chạy không, nó báo lỗi gì. À, khách hàng thì kêu báo lỗi một. Chúng ta sẽ xem mà báo lỗi gì ha. Khách hàng thì nói thì chúng ta có dịp kiểm tra lại trước đây là trực tiếp. Lỗi một thì nó là lỗi body nóng thế thôi. Đơn giản vậy thôi. Bấm chạy không? Bấm chết mã lỗi thử xem. Đó, đúng rồi. Thì nào như thấy như hai chữ thông thông thì chúng ta lắp đầu chết ha. Chúng ta thấy là sau thời gian thì điện cầu nó chết đúng không? Giữ giữ cái giữ. Quạt đầu. Đó. Lỗi gì? Bạn cứ bấm đi. Rồi, ở một đúng chưa? Rồi, đúng rồi, ở một rồi. Chúng ta đúng rồi, ở một thì chúng ta sẽ sửa ha. Bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ gỡ cái đuôi ra trước. À, chúng ta sửa vào bài bản đúng không? Chúng ta gỡ bài bản, thử đây chúng ta gỡ cái bo đuôi ra trước để gỡ để xem ở dưới đây có côn trùng thì không. À, tắt điện chưa? Rồi, chúng ta nhanh ha, gỡ đi. Đây, gỡ hai cái gì này ra. Có cần phải gỡ gì này ra không? Gỡ này ra, gỡ đi. Chúng ta làm theo đúng bài bản đi. Chứ nếu như thầy thì làm nhanh, thì nhanh hơn, nhưng mà nó sẽ không đúng bài bản. Test bo bắt buộc phải có các thiết bị ngoài kia nè. Đúng rồi, cho nên chúng ta phải mua. Còn nếu như một số bạn nào á, thì có thể đắp cái mặt quạt hồi sáng á, cái mặt xung đây do động đa hài sáng á, các bạn có thể giả cây quạt cũng được nha. Giả cây quạt cũng được. Nhưng mà cái con tụ đó thì bạn thay bằng cái con tụ 1 mi ha. Chúng ta sẽ dùng cái mặt đó để giả cái quạt. Cần mua cho thực tế thầy. Cứ mua cho nó thực tế. Có quạt thì nó quay nó thực tế, nhưng mà nhiều cây quạt mắc liền á, có nhiều cây nó lên cả triệu, 3 triệu đồng cây. Chứ không phải rẻ đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gỡ cái bo ra ha. Chúng ta làm đúng nguyên tắc. Nhiều khi ở dưới nó có côn trùng ở dưới ha. Rồi chúng ta gỡ rồi. Cứ từ từ mà gỡ không sao cả. Các bạn cứ bình tĩnh mà gỡ. Chúng ta học rồi chúng ta mong dần sau về về các bạn có thể tự tin để làm, cầm một cái bo lên rồi biết tự tin để mà làm, đúng không? Chứ không phải học xong rồi về mấy cái bo không gì. Có một số bạn không biết về, học về không biết cấp điện là chết. Học số nơi về cái bo không biết cấp điện. Các bạn cứ rành qua máy lạnh xong rồi bắt đầu thì sẽ dạy mô hình máy giặt này. Chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn sửa tất cả các loại máy giặt ha. Và tủ lạnh ha. Thì chúng ta cứ đặt về máy lạnh chứ đi đợi đi đi. Khi nào chúng ta thuần thục thì những cái loại này thì nó hư nhiều lắm. Mỗi bo thì nó hư nhiều lắm. Nó hư quá trời quá đó. Chỉ cần một cái này thôi. Ông cứ tháo cái này ra thì tháo. Rồi, chú ý cẩn thận nha, tháo cẩn thận. Tháo từ từ. Chúng ta mới, chúng ta nhận là những người mới, chúng ta không phải ấy, không phải nhanh lắm đâu. À, bạn nào chỉnh cái máy chiếu để thậu thì cái nó bị nghiêng qua bên. Đó, và cái dây điện nó kéo qua không? Cái dây điện. Đó, đúng rồi. Rồi, bị cao lên, nó bị cao à. Rồi chưa? Thì điểm sơ qua coi có côn trùng hay cái gì đó không? Rồi tháo hẳn cái bo ra ngoài luôn. Và mình đang tập cho mấy bạn sửa một cái bo thực tế của khách hàng mang lại. Số điện thoại khách hàng thì có sẵn rồi đó, các bạn có thể check lại thông tin. Bạn nào cảm thấy hay thì nhớ like, ủng hộ kênh giùm thầy nhé. Để chúng ta càng ngày càng chia sẻ cho bạn bè thầy lại cùng xem những cái nơi mà chúng ta học sửa bo thực tế, hướng dẫn người thực tế, chứ chúng ta không dạy kiến thức lý thuyết. Đặc biệt là dạy cho những cái video chúng ta không có dạy những cái đó. Chúng ta dạy phải dạy thực tế cho học trò mỗi ngày. Nhờ học trò thì đó thì sẽ tự làm những bước chân đi đầu tiên trước, rồi xong rồi mới làm được. Rồi như vậy thì đầu tiên là các bạn phải nhìn lên cái sơ đồ. Cái lỗi O1 của chúng ta thì nó sẽ bao gồm ở hai khu. Thứ nhất là các bạn sẽ xem cái thứ nhất là đường 50 hẹt, thứ hai là đường gì, đi xúc. Rồi
Bây giờ chúng ta sẽ xem đường 50 hẹp trước. Đường 50 hẹp. Như vậy thì chúng ta mở cái mô hình Daikin lên các bạn coi trên cái sơ đồ chúng ta. Coi trên cái máy chiếu. Coi trên máy chiếu. Sơ đồ Daikin trước. Như vậy con 50 hẹp nó là con nào đúng không? Chúng ta sẽ quay lại cái máy chiếu ra. Quay lại cái máy chiếu ra. Chúng ta xem sơ đồ của máy Daikin cái ha. Rồi. Con 50 hẹp là con nào? Chúng ta sẽ xem con 50 hẹp là con nào trước ha. Đây. Con 50 hẹp là cái con trên cùng đây. OIS 153. Chúng ta có 3 con Opto One. Đây chúng ta có 3 con Opto One. Đúng chưa? Thì cái con trên cùng nghĩa là cái con 50 hẹp. Con 50 hẹp. Như vậy thì nó báo về vị trí ở ở trên 30. Được chưa bạn? 30 vị trí. Nếu như có tín hiệu trên về 30 vị trí thì là chúng ta ổn thỏa về cái đường 50 hẹp. Đúng không? Bây giờ chúng ta xem coi trên cái bo chúng ta nó nằm ở đâu. Nó nằm ở đâu? OIS 153. Đúng không? Chúng ta có 3 con Opto One giao tiếp, bao gồm OIS 1, OIS 2 và OIS 3. Trong đó OIS 103 là Opto One giao tiếp. Các bạn muốn sửa nhanh, các bạn muốn sửa nhanh thì chỉ có việc là các bạn phải học bài là được. Tại vì thợ sửa bo là sửa nhanh là do họ trong tiềm thức họ sửa nhiều mặt quá, họ nhớ cái lỗi đó nằm ở đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta là những người mới và chúng ta muốn có được cái kinh nghiệm như họ thì khó lắm. Ngoài việc chúng ta học được lòng và chúng ta nhờ công cụ hỗ trợ, đúng không? Như vậy thì các bạn ấy, các bạn có thể là tạo những cái file giống như thầy nói hồi sáng, chỉ cần gõ vô là O1 thì nó sẽ hiện ra cái lỗi nằm ở đâu. Như các bạn coi OIS 153 nằm ở đâu, OIS 153 nằm ở đâu, thấy không? Rồi ok, rồi bây giờ chúng ta cấp điện cho các bạn, chúng ta sẽ đo thử xem chừng 1-2 là bao nhiêu volt. Chừng 1-2 là bao nhiêu volt. Rồi cấp điện vô. Rồi chúng ta đang lỗi O1, chúng ta bắt đầu dò từ phần gì, đường 50 hẹp trước. Cấp luôn sang bên này được không? Bắt đầu dò từ đường 50 hẹp trước. Hướng dẫn các bạn là hướng dẫn tận tay chỉ việc. Cho nên là các bạn cố gắng mà làm để chúng ta giao máy để chiều nay chúng ta có tiền. Tuy nhiên có những cái mà chúng ta không thành công, ví dụ như một số bo mà đem lại thì cũng như chết thiển hay gì đó thì bắt buộc để trong quá trình chúng ta sửa mà chết thiển hay gì đó thì chúng ta phải chịu thua, để chịu bình thường. Bạn nào có nhu cầu này có thể liên hệ với thầy theo số điện thoại là 0907 716 705, Zalo là 0931157758 nha các bạn nha. Chúng ta học tại 864/61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi sau quá trình mà bạn cấp điện rồi, bạn mở nguồn đi. Bạn mở nguồn thì bạn phải lấy cái đồng hồ đo để hạng nhân 1 mà kích nó qua là được. Không cần phải cái đó gì gớm lắm đâu ha. Cái đó làm nó hơi không có chuyên nghiệp, đúng không? Rồi, bạn đo thử cái Opto One là bao nhiêu. Vậy thì Opto One này chúng ta sẽ đo thử xem bao nhiêu volt, đúng không? Này. Rồi chúng ta thử xem là bao nhiêu volt. Rồi được chưa? Chương 1-2 nằm bên đầu, 3-4 nằm bên đầu. 1-2 đâu? Một coi kỹ, 1-2 không phải quay về phía vi xử lý, coi kỹ nha. Rồi, ok. Chưa tiếp xúc bao giờ. Rồi, chúng ta đo BDC, VAC thử xem. Nó chừng 1-2, OIS 153. Được không? Có bên không? Bao nhiêu volt? 0.5 volt DC. Như vậy thì chúng ta sẽ xem coi. Nếu như mà thầy hỗ trợ mấy bạn, thầy hỗ trợ chỗ nào? Nếu như chúng ta là thầy hỗ trợ thì thầy hỗ trợ các bạn chỗ nào chúng ta sẽ xem. Như vậy thì ở đây là cái file note nè. Ví dụ như các bạn về, các bạn sau này các bạn tập đây. Sau này các bạn tập á thì các bạn sẽ làm ra những cái file như vậy. Đúng không? Đúng chưa? Thì các bạn sẽ đánh vô cái Daikin, đúng không? Thì đây khi là đầu tiên là các bạn tạo cái file note á. File note á. Đúng không? Cái này nó đang đồng bộ với điện thoại, nó không cho phép đây. Khi mà bạn đầu cái file note thì bạn chụp cái hình cái trước thì lúc đó nó vô, nó sẽ gặp cái hình đầu tiên. Về cái hình này chính là cái hình đại diện, đúng không? Các bạn hiểu, chúng ta làm một cái file để chúng ta hỗ trợ chính mình trước rồi hỗ trợ bạn về sau. Tức là vô em ghi cái tiêu đề xong em chụp cái hình trước,
thì khi nó ra ngoài nó sẽ hiện cái hình ra nè, thấy không? Đấy, ví dụ như cái này nó hiện nè, thấy không? Rồi như vậy thì chúng ta sẽ tìm một cái mẫu mà chúng ta cần, đó là con đai kinh chúng ta đang cần, đúng không? Thì em sẽ đánh vào chữ đai kinh, chữ đai kinh thì nó sẽ ra cái mẫu này, đúng không? Mẫu chúng ta cần đây, mẫu đây. Rồi, các bạn thấy không? Như vậy nếu như thầy hỗ trợ với bạn thì sẽ hỗ trợ như thế nào? Đây, đây là sơ đồ có đầy đủ không? Cảm biến ông đồng mô hình mới đây, cảm biến ông đồng này, cảm biến gì độ vòng, đường 300V, bò đuôi, đúng không? Đây, đây là cái mà thầy hỗ trợ với bạn, các bạn thấy không? Như vậy thì các bạn sẽ vô cái đường ba đường gì 50 Hz, đúng không? 50 Hz thì chúng ta sẽ kéo xuống, chúng ta sẽ kiếm cái chữ 50 Hz xem các bạn đã đổi luôn chưa. Đây mới mở máy, mới mở máy, đây đây là mới mở máy đường 50 Hz, đúng không? Đó, như vậy thì nó sẽ có lỗi E1 cho chúng ta nè, được chưa? Như vậy thì chúng ta xem mới mở máy có đủ số volt chưa. Đó, rồi các bạn đo thử xem. Đây là bước volt, bạn nào chụp vô cái điện thoại của mình đi là để tính tiếp. Đây điện thoại để chụp vô cái điện thoại. Điện thoại đâu, điện thoại đó chụp vô. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ mổ xẻ thử xem. Rồi, như vậy bạn đo thử xem, đường 50 Hz thử xem về đúng mức không? 130 vị trí đi. Đúng không? Rồi em thử xem. Đây chân bình thường nè, lúc bình thường chân 1, 2 và 3, 4 đều gần nhau bằng 0.6 nè, thấy chưa? Được không? Được chưa? Rồi bạn thử xem. Đây là cái mà mình hỗ trợ với bạn khi mà các bạn gặp cái bo hư. Chân số 1 đây đếm gần rồi. Còn 28 chân luôn. Bốn hàng 25 chân. Tạo 4 hàng là 100 chân. Cái này sửa quen sẽ hiểu thôi, chứ không có gì là phức tạp. Đây, chúng ta đang tập sửa dần. Bạn đó đo đang dò những cái chân của VCD. Chúng ta là người thật chuyện thật, chúng ta làm cái gì cũng phải thật. Chúng ta không nói ảo, dịu, đúng không? Đây là quá trình mà tất cả các bạn đang sửa một cái lỗi E1 của đại kinh. Người thật gì thật, làm là phải đúng, chứ không làm sai. Bạn phải mở điện trước, và bạn đo thử xem. Về vì xử lý đã đúng chưa? Bạn để thang volt ha, bạn đo volt hay đo điện? Đo điện bật qua thang đo điện. Bạn đang đo cái gì? Đây là một quá trình của một người bạn sửa bo. Một hàng là 30 chân. Có bị lộn không? Chân đó chừng bao nhiêu? Chân đó chừng bao nhiêu? 7 rồi. Chân số 1 ở đâu? Chân số 1 ở đây. Thấy chưa? Ừ. Ừ, đúng rồi, chân số 1 ở đó. Thế đó 7 thôi. Thế bạn thấy rõ ràng, những cái bạn tập thì sửa được, dần dần sửa được. Nhưng mà sửa được thì nó về quay mất tiêu, không có phụ mình đâu. Cái đó là thực tế mà. Một hàng 30 chân thì chân cuối cùng rồi. Một hàng 30 chân, chân cuối cùng mới có 25 mà. Một hàng 25 chân, không có 30 chân nhé.
Thì dấu gạch ấy, ở cái dấu gạch ấy. Dấu gạch đó, đúng rồi, đó là trên vòng 10, bán đo thôi, vậy bao nhiêu volt. Nếu như nó đúng số volt thì chúng ta thông qua, chúng ta đi qua phần công suất. Còn nếu như chỗ này bị sai volt thì chúng ta phải chỉnh sửa như chỗ này. Đó là đơn giản gì đó. Rồi, chúng ta thử xem. Thì vậy chưa? Đến cái dấu gạch đi. Nghe cái dấu gạch. Gần ở đây này. Mở mua thì có anh em mở cho. Rồi, xác định được chân chưa? Rồi chúng ta mở nguồn, chúng ta sẽ thử. Coi chừng nó chạm vô cái mặt hiển thị bên đây, ok. Để qua một bên trước đi lại cho chúng thông tin. Đây chúng ta đang sửa một cái lỗi hơi một. Chúng ta đang tập sự cho những bạn mới học sửa bộ mặt, sửa những cái lỗi này. Chứ là chúng ta tập trung vô những cái lỗi kiếm cơm chứ. Rồi chúng ta sẽ tập vô những cái lỗi kiếm vàng sao. Mát quyền đó với chân 12 đó. Đó, rồi này đây. Bạn điền đó không? Mát đúng không? Cái chấm ở ngay ở ngoài đấy. Đúng rồi. Không chịu dễ mặt. Rồi, đúng số bon không? Coi lại điện thoại đi. Đúng số bon không? Các bạn coi lại cái phần các bạn mới chụp hồi nãy đó. Đúng chưa? Đúng chắc không? Đúng chưa? Nếu như nó về tới chuyện xử lý có số 1 đúng không? Hả? Đúng rồi. Đúng rồi, chúng ta sẽ coi lại phần công suất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đo thử xem FOCM này kia của phần được công suất coi như thế nào. Mã của con này là họ gì? Họ BS. Hả? Họ sẽ liên tiếp, chân cảm giống nhau. Rồi các bạn thử xem. Một khi mà 50 hẹn được thông qua thì chúng ta sẽ vô bằng công suất. To thử luôn. Rồi, chúng ta xem coi cái xe công suất chúng ta thì họ sẽ liên tiếp rồi. Như vậy thì các bạn có xem thử xem coi. Thì cái vấn đề mà điếm chân, điếm cẳng. Rồi, thầy đã hướng dẫn mấy bạn rất rõ rồi. Vấn đề điếm chân, điếm cẳng. Đầu tiên là bao nhiêu? Rồi, các bạn đọc lại sử thêm, đoạn nào thuộc lòng không? 3 lệnh áp, 3 lệnh trên, rồi. 15V, rồi. 0V, rồi. 3 lệnh dưới, tiếp, 15V, 15V, FO, CIN, MAX, doanh nghiệp, đó. Như vậy thì một bạn có thể học trong vòng vài tuần đều có thể là đọc được số chân mà chúng ta không cần phải coi. Không cần phải coi sơ đồ. Các bạn thử ứng dụng kiến thức, vô đây thử xem, đúng không?
ứng dụng thử xem. Thật ra họ có quy định số chân này kia, tại vì do chúng ta không học, hoặc là cái nơi dạy chúng ta không dạy, cho nên chúng ta không biết. Chứ thật ra nó không phải là khó, nó dễ lắm. Rồi bạn xem coi, nằm ở chỗ nào. Bao nhiêu? FO 5 volt có. 5 volt được FO có. 15 volt có không? Có. Rồi, ok. Và bây giờ bạn gắn nó vô lại kết nối bắt đầu đuôi thử xem. Chúng ta có một cái cuộc chơi với nó. Chúng ta sẽ có một cái thí nghiệm như đó để cho bạn hiểu lỡ đầu. Ở một thì xuất phát từ hai chân, hai cái đó là đường gì? Đường 50 hẹ và đi xe công suất. Rồi chờ bạn làm ha. Kẹp lên mở cái chân đi. Kẹp ngang không được à? Kẹp ngang cặp vào chân nó đâu đi. Rồi chúng ta thử xem mở nguồn. Bạn tắt rồi, bạn mở đi. Bao lâu nó sẽ đây đóng điện xuống tôi. Đóng điện xuống tôi. Các bạn xem. Đó là một. Vậy nếu như mà về vị trí mà có số quân đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử một cuộc chơi nó để xem. Cái đường 300V là cấp xuống cho IC công suất rồi, đúng không? Ví dụ như cái chân mà IC qua công suất chúng ta có 300V đúng không? Đúng không? Và chúng ta đo thử xem 300V nó như thế nào. 300V hay đầu IC công suất thử xem. Cho con hai chân biển. Rồi bạn nhấn nút quỳ ta, nhấn nút quỳ ta cho nó tắt mở lại đi em, tắt mở lại. Rồi chờ chút xíu nha, chờ xíu. Rồi gắm vô đi, em cứ gắm vô đi, em cứ đấm vô đó đi. Rồi chưa? Rồi gắm cho nó nha, gắm đi, rồi gắm nha. Bạn mở nguồn thử xem. Xem lại chân em cắm đúng
Rồi nó có nguồn rồi qua qua đuôi. Rồi có đóng điện được xuống 300V không? Có đóng điện được cái cầu chỗ này không? Thì thông thường một cái body kin mà các bạn khi mà các bạn bật qua đuôi chút xíu thì nó sẽ đóng xuống cho cái mặt cọc xuất. Như cái này nó đóng được cho mặt cọc xuất không? Nó không phải đóng được cho mặt cọc xuất. Thì thông thường một cái body kin chúng ta cắm ở nguồn á thì chút xíu thì cái đường cái đường này nó sẽ đóng cho cái đường 300V, đóng cho cái con cầu diode. Vậy có 300V đúng không? Mà cái này bạn thấy là khi bạn đo lên mà không hề thấy nó chạy. Vậy hư thuộc về phần nào? Các bạn suy luận thử xem. Không thể đóng được. Như vậy bạn chắc đi xin công suất cái phần mà động lực nó sống không? Nếu như cái phần công suất động lực mà nó không chạm chạm gì hết, đường 300V mà có thì nó sẽ đóng cho cái đường cho cái cầu diode. Chúng ta phải phân tích mạch dựa trên nguyên tắc đàng hoàng chúng ta sửa. Bây giờ bạn thử xem bạn đo phần IC một chút coi UV đúc với lại kia có chạm chạm gì không mà nó không đóng. Đo 3 pha đi. Đây, bạn nó đang đo trực tiếp. Được chưa? Thông không? Thông với chừng nào? Mát thông với 1 pha hả? Được chưa? 2 pha. Tiếp đi. 3 pha. 7 giờ. Như vậy thì y xem chút cũng ra đã chúc mừng đó rồi. Rồi như vậy bạn nào có thể lên đo để thử nghiệm với cái xem mình coi chúng ta phải kiểm nghiệm lại trước khi chúng ta khai đúng không? Dùng bằng đồ kim là được đúng không ạ? Đồ kim, bạn thử đi, lấy đồng hồ kim của bạn. Rồi, chúng ta thử bằng đồng hồ kim. Sao, bạn có cảm giác gì vui không? Như vậy thì em thông với nhau. Đúng rồi, chính xác. Rồi có bạn nào thắc mắc về cái lỗi ơ một không? Rồi, chúng ta đang hướng dẫn cho những cái bạn sửa qua mặt, bạn nào cảm thấy hay thì like, này một like, chia sẻ cho anh em ở cùng xem. Đúng không? Giờ bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ thầy theo số điện thoại là 0907716705, Zalo là 0931157758. Các bạn nha. Ok. Như vậy thật sự là nó có đóng cho công suất không? Có. Nó đóng một cái. Nhưng mà nó phát hiện được liền, nó sẽ cúp ngay lập tức để nó khóa rồi. Vậy tránh tình trạng hư hỏng nặng hơn. Đó, đây là nguyên tắc của công suất. Sao nếu mà chắc chắn đi xem sức hư thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ nhổ ra thử xem. Đúng không? Rồi chúng ta qua ngang nghỉ bạn Bình cho cái cục diện ở mặt. Đúng không? Rồi chúng ta sẽ nhả ra, chúng ta sẽ thay của xem sức này ra. Như vậy đây là hiện tượng chạm chập của bạn mà. Như vậy qua quá trình học thì nó dễ hay khó? Các bạn thấy nó dễ hay khó? Thật sự nó không khó gì các bạn nghĩ. Đúng chưa? Cho bạn các bạn đo mà hai cái chạm ra cái góc mà các bạn đo bằng đồ kim và bằng hồ số mà nó đều thông hết. Như vậy là chắc chắn một điều là nó chập lớp là nặng, rất là nặng. Cho nên là cái lỗi ơ 1 chính là nằm ở đây. Ngoài đường 50 hẹt ra, ơ 1 nó nằm ở đây. Được chưa các bạn? Rồi, các bạn nào thắc mắc cái lỗi O1 nằm đâu? Cái lỗi O1 thì khi mà chúng ta chết là mã lỗi thì nó nói là lỗi gì? Lỗi bò đùi nóng hay sao? Hút đi. Rồi, hút đi em, nhanh. Chúng ta còn công việc nữa. Mỏ hàng đã cấm chưa ha? Mỏ hàng cấm chưa? Rồi, chúng ta hút chì sơ bộ trước. Rồi, xong rồi chúng ta sẽ tiến hành. Chúng ta do quá trình mà hướng dẫn các bạn sửa từ đầu. Cho nên những công đoạn mà hút chì nhả mặt này kia thì các bạn xem cũng chịu khó là xem hộ chút xíu. Đúng không? Cho nên là đấy. Rồi như vậy thì đối với những cái loại này thì học trò của mình khi mà qua quá trình mà chỉ cần nói qua một lần là có thể về quê tự sửa lỗi ở một của chính mình. Đúng chưa? Không phải ở đây phụ thầy đâu. Đúng không? Rồi như vậy chúng ta nhả ra cái chì, cái mỏ hàng này nó nguy hiểm mà nó rất là bén. Cho nên nhiều khi mà chúng ta cắt cũng nguy hiểm mà khá nguy hiểm ha.
Súng của thầy tốt này, của em mua cái mà chạy cả nghe luôn. À, không đâu, mấy bạn cũng mua lắm, mấy bạn hay đâu, cái đồ của mấy bạn mua. Em phải cần giữa thông, lấy cục giữa thông cho chị nó chảy lan ra. Đây là quá trình một bạn đang học của thầy. Dạ, hướng dẫn cho sửa tận tay để biết mà về quê mà sửa. Khó thì không khó, nhưng mà dễ thì cần phải có người hướng dẫn mới dễ được. Vậy là lỗi ở một sau này các bạn không phải alo thầy ơi lỗi ở một nằm ở đâu nữa. Đúng vậy. Một là đường 50 hẹt, hai là phần ở xương trước. Và phần ở xương trước dễ đo không? Dễ đo không? Rất dễ đo, đo vô ba pha nó lên bà hết trơn. Được chưa? Nghe chút đi, chúng ta rút cái con xe công thức ra thì chúng ta cấp điện lần để xem. Đó, đúng không? Xem nó còn chậm chậm nữa không? Chúng ta cấm điện xem rồi. Chúng ta kết nối với bộ đầu được không? Kết nối bộ đầu được không? Được. Thì chúng ta xem rồi đời này nó có tốc không? Nếu như mà chúng ta rút cái con xe trước ra, chúng ta cấp điện vô mà nó không phải báo lỗi ở một, mà nó báo lỗi lỗi gì? Ơ không. Yeah, nó phải vượt qua lỗi ở một chưa? Ơ không là không có gì? Không có máy nén. Đúng không? Và không có xe công suất. Đúng không? Đó. Như vậy là chúng ta đã hiểu một cái vấn đề của đây kinh chứ hả? Cứ làm đi, từ từ sẽ quen dần và từ từ sẽ làm ra. Không có cái việc gì mà tự nhiên vô làm được liền đâu. Tất cả đều phải trải qua quá trình gì, rèn luyện cả thôi. Rồi, bạn này thì mới học cho nên là nhiều khi hút chuyện hơi lâu. Nhưng mà không sao, đỡ hơn mấy thằng mà nó học lâu rồi hút nhanh. Nó hút xong rồi cho mặt tè le luôn. Đấy. Được chưa? Chúng ta sẽ thử không? À, chạy xuống yêu cầu đưa cô Slim tiếp L. Slim tiếp L. Bên bên. Xuống Slim tiếp L em. Slim tiếp L. Đây là chì nhã mạch. Đi một chút đó. Em còn hai chân không chưa? Chì này chì nhã mạch. À, chúng ta hút ra thì rất khó, mà chúng ta để chì nhã mạch cho chúng ta nhã thì rất nhanh. À, bạn nào có mua nhu cầu mà mua những cái chì nhã mạch thì có thể liên hệ với thầy để chúng ta xếp đây ạ. Bạn phải tự tin ra. Thật ra cái này nó khó không? Chứ những cái bạn nào có thể mới cũng có thể làm được mà đúng không? Qua theo thầy hướng dẫn là những bạn nào mới cũng có thể làm được. Nhưng mà trước khi làm được thì tay chân cũng phải chịu khó nhả vạch này kia để cho nó quen tay đã đúng không? Phải không? Chứ vô mà như nó sắn một cái một đứt mẻ đường mạch luôn thì lúc đó phụ nhả nào? Đúng không? Cho nên là các bạn phải chịu xiên chịu khó, phải đi theo những cái anh sửa trước rồi cũng cập hàng dần dần, chủ yếu là chi các bạn quen tay chứ. Khi mà nó quen tay rồi á thì thầy mới dám ừ đây là con của cắt này em nha, em làm đi nha. Vừa nói tiếng trước tiếng sau nó sẽ cứ bóp một cái nguyên sáu đường mạch đi rất dứt hết thì thường không chết đâu. Chúng mày hiểu không? Cho nên là phải làm cho nó quen tay chứ, đã muốn cái gì muốn đúng không, cũng phải quen tay trước rồi chúng ta làm vô thì nó mới dễ được, chứ không thôi thì làm vô những bạn mà điện tử thì nhanh, rồi điện tử thì những bạn điện tử thì nguyên hàng cái này nó hít chì nhiều hơn ăn cơm mà. Cho nên thằng nào nấy rồi sau thời gian làm điện tử thì trở nên là mặt xanh lè lý do hít chì nhiều quá, chứ không có gì hay đâu. Mà nhìn cái mấy hạt điện tử có nào mà nó tươi tươi hồng hồng không? Không đó, mà nhìn xuống mấy hàng dưới đây nó xanh xanh đó, nhìn có phải không?
đó, hết gì đó, nhìn mặt này, xanh này cái đó. Đó, trời đất ơi, chạy đâu thoát. Hết gì là mặt nó xanh, nó vậy đó. Ngồi lại góc nó tối. Không có đâu. Nó là sáng cũng vậy nè, tại vì các bạn nên nhớ hết gì nó, cái khối chì nó làm cho cái cơ thể mình nó phản ứng lại, cho nên là lúc nào cũng xanh xanh vậy. Nhưng mà hết tiền vô cái nó hầm lại. Rồi ok, giờ chúng ta gỡ ra, chúng ta nhấp nhấp cho nó hở hở cho chân nó thư thư ra, rồi rồi chúng ta sẽ rút chúng ta thấy là xong, cho thêm hai con khác cho người ta. Đây là bo khách mang lợi nha, thầy chưa coi tới luôn á. Tại vì lúc mà thầy về cái là thầy đem cái bo lên cho mấy bạn luôn, cho nên cái này thầy chưa coi tới luôn. Thế hay sửa đâu rồi mới gửi vào đây hả? Sửa đâu rồi mới gửi vào đây? Rồi dễ gì có, cái này khách ở đây không phải ở ngoài đâu, thì nào mà ở ngoài miền ngoài gửi vô á thì có thể là mấy bạn ngồi đó sửa trước. Vâng, đây thế này còn nó dính ở dưới cái đơn đó, chứ để chúng ta hàng cho mà chúng ta phải không sao đâu. Là ví dụ như người ta nhiều khi mà người ta sửa ở đâu mà để mang lại đây mình sửa được cho người ta, người ta sẽ nhớ cho mình. Được chưa, được chưa? Bạn phải hút bớt ra chứ nó dính nhiều quá. Bạn lấy đâu có làm nổi. Bạn nó bạn phải hút bớt ra. Nhưng mà cái chân nó đã rơ ra chưa? Hút bớt ra xí là chúng ta sẽ lấy nó ra. Nhờ có cái gì nhã bạc này chúng ta sẽ rút ngắn được cái công đoạn. Rút ngắn công đoạn. Chị thường là không được này. Không, chị nhã bạc nó khác cái chị thường. Đây là chúng ta đang sửa lỗi ơ 1 của đèn kinh. Bây giờ đèn kinh nó thông minh lắm không? Nó chạm ba chân là nó sẽ cúp ngay lập tức, nó không có chờ nó đóng gì hết. Nó chỉ nhấp lên một cái mà nó thấy là ba thằng mà chạm hết rồi, nó đi, nó sẽ cúp liền lập tức. Rồi, được chưa? Gỡ được xem. Ra không? Ok. Rồi, cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Coi chừng cái chân nào còn dính thì nhả kịp thời nha. Đừng cố. Rồi, ok. Đo lại ở ngoài coi xem chạm không? Đi mấy bạn đo thử xem. Ba chân. Thầy cũng chưa đo đâu, nhưng mà các bạn tự đo đó. Rồi các bạn đo lại ba chân trên đây còn có chạm giống như hồi nãy không? Thì chúng ta rút ra con này. Nếu như mà bạn đo lại mà nó không chạm thì rõ ràng con sen với nó chậm thở. Chỉ sợ là mấy bạn quýnh bành lầm lên thầy đứng từ xa cho nên thầy không thấy được tường tận các bạn đo cái chân đầu. Nhưng mà các bạn cứ thử đi. Nghe xác định cái chân này chân ổn với đứt không? Chân này chân cộng trì chưa? Chết đâu. Đầu tiên trước khi mà hai bạn quay xem sức thì các bạn cần phải làm gì? Nhớ là bài học xem. Phải làm gì chứ? Sáu đường lệnh. Sáu đường lệnh. Rồi gì nữa? Bờ đam bơ thì có không? Ba con tụ. Ba con tụ chính xác. Chứ mình sẽ đo ba con tụ nhé. Sáu đường chỗ về sáu đường lệnh. Lên nhau. Đi không? Đi không? Ừ, đó. Như vậy các bạn phải tự tin lắm. Nó để gì dù. Hả? Đưa, đưa cho mấy bạn ở dưới đo thủy cho đưa em, mấy em nó đo thủy. Đưa em nó đo thủy. Đó. Nè, bạn nào muốn đo thủy thì đo, bạn nó mới gọi ra. Đo thủy xem. Bạn cứ đo đi, không gì đâu. Rồi, ok chưa? Sau khi mà ấy thì chúng ta sẽ đo lại. Đo lại tụ bồi áp xem đủ số bi. Chúng ta làm chúng ta phải làm theo bài bản nha. Khi mà chúng ta không làm theo bài bản thì nó sẽ chạy lên cái gì mà nó sẽ chết, là do chúng ta gì, chúng ta làm bị thiếu bước. Tốt nhất là những cái bạn mà mới thì phải làm đủ bước đi, đủ bước đi, đo đạt đàng hoàng trước khi gắn để không phải hối hận nha.
Còn cái bạn cũ thì dựa theo kinh nghiệm người ta nhìn con trụ, người ta có biết là con trụ còn hay không. Ví dụ đó là những cái kinh nghiệm của những bậc tiền bối thì chúng ta không nói. Nhưng mà chúng ta là những người mới thì chúng ta phải chịu khó chút xíu. Những bậc tiền bối để nhìn sơ quan trụ, người ta biết quan trụ, người ta sẽ đón được một phần nào đó của quan trụ chứ không chính xác, nhưng mà người ta đón được là con trụ này có thể là con đó. Còn những bậc tiền bối nhé, chúng ta không sánh được với những bậc tiền bối. Rồi xong chưa? Rồi đo 15V, mới nãy đo 15V có không? Rồi bây giờ em sẽ cấp điện vô, kết nối qua đầu qua đuôi, chúng ta sẽ thử thử xem, đúng không? Nó còn báo lỗi O1 nữa hay không? Khi chúng ta gỡ cô y xem thức ra. Thử xem, bắt đầu, chuyển vô. Nếu như ở nhà bạn không chắc ăn, thì bạn làm gì? Bạn sẽ để kịp cắt, bạn cắt chứng đúng cái chừng 300V nữa cho thầy là được. Cái chừng 300V cấp cho y xem thức, cắt ra một cái cũng được. Tại chúng ta sẵn chúng ta thay. Còn nếu như ở nhà các bạn thì các bạn chỉ cần cắt bút cái chân 300V đó ra thì nó sẽ cô lập nguyên cái con xem xuất này ra. Còn những cái đường lợi thì nó không quan tâm chuyện bên đó. Cho hiểu đi, hiểu cách làm không? Ở nhà chúng ta sẽ làm sẽ nhanh hơn. Rồi, bây giờ bạn đo thử xem nó có lỗi ở một không hay là một cái lỗi khác. Rồi cắm con cảm biến vô đàng hoàng đi. Đây. Con ở dưới mới đem lên phải không? Vâng. Ok. Cũng không biết đâu, tại thầy cũng mua mấy cái con trả máy không à. Thế kệ, không sao cả, chúng ta cứ thử thôi. Sống nó khác ngay phải không? Nó còn sống, phải giữ cho kỹ. Nó nhảy. Như vậy thì sửa một cái bo lỗi A1 dễ khó, vô cùng dễ, đúng không? Nhưng có người hướng dẫn là nhanh ngay mà. Rồi chưa? Chắc hả? Bỏ nguồn. Bỏ nguồn. Rồi mở. Rồi xong rồi bạn chết mã lỗi coi còn lỗi ở một hay không, hay là một cái lỗi khác, đúng không? Đó, bạn nghe đúng không? Đúng không? Được chưa? Như vậy thì nó sẽ cấp điện 300V cho này. Còn xem ha. Chưa, chờ chút xíu nó đóng cái đầu đây bên đây nha. Rồi, ok. Bạn thấy không? Mới nãy nó có đóng không? Mới nãy hoàn toàn không đóng. Thấy rõ không? Rất rõ ràng trong một cái bài giảng cho mấy bạn. Một khi mà công suất nó chập mà nó đóng kiểu này có phải nó nổ không? Nó nổ. Cho nên đây kinh rất là hay, nó vừa đóng điện con cái. Như vậy tại sao nó phát hiện được lỗi O1? Bạn nào cho thầy ý kiến tại sao phát hiện được lỗi O1? Mà tắt nguồn đi. Tắt nguồn đi. Làm sao phát hiện được lỗi O1? Một câu hỏi khá thông minh. Làm sao phát hiện được lỗi O1 khi xem xét bị hư? Trả lời. Trả lời thầy nghe thử sao. Bạn nào suy nghĩ động não lên, chúng ta đang quay clip cho nên chúng ta cần nhanh. Bạn nào biết tại sao nó phát hiện lỗi không? Đó là khi chúng ta cắt điện vô thì đường 50 hẹn nó có một cái vôn nhất định phải không? Thí dụ nó có 2.1V ngay chỗ vị trí lý phải không? Phải không? Vậy có phải là khi nó đóng rồi đây cái là nguồn lập tức bị sụm liền không? Phải không? Bị sụm nguồn. Như vậy đường 50 hẹp sẽ lập tức sụp theo trong giai đoạn đó. Như vậy nó phát hiện được lỗi gì ở một. Cũng là lỗi ở một, chính là do sự gì bị sụp giảm điện áp khi đóng từ đây. Hiểu cái này không? Tại vì cái đường 50 hẹp là nó bắt trực tiếp ngay chỗ từ điện áp lưới đi vô. Cho nên khi nó đóng điện cho thì đây đóng xuống cái con ghi 300V nèo cái mà đầu nó đang bị chạm phải không? Lập tức là nó sụp nguồn xuống cái. Trong quá trình nó sụp nguồn xuống cái đường O1 bị tụt giảm vôn rồi cái lập tức báo O1. Sorry, đường O1 tăng vôn lên cái lập tức báo O1. Hiểu được lỗi O1 chưa? Thầy nó nghĩ con rơi nèo đóng nó nhả luôn à? Nó đóng lại nhả lập tức liền, chứ đâu có giữ. Nó rất là nhanh. Nó vẫn có đóng. Để có đóng chứ, phải có đóng mới có biết chứ, không đóng làm sao biết. Thanh can lỗi nào được? Không, bây giờ là không có lỗi nhưng nó sẽ báo lỗi khác à.
đó là lỗi gì? Chưa có công suất, chưa có lốc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn con xem chút chưa. Vậy là hiểu được lỗi O1. Lỗi O1 là lỗi thay đổi điện áp bất thường khi đóng điện cho xem chút, được phát hiện bởi opto quang đường 50 hẹt. Hiểu chưa? Bây giờ đo 6 đường lệnh nội trở, đo 3 con tụ trước khi chúng ta gắn vô nha. Đây là yêu cầu quyết định. Rồi, hiểu được lỗi O1 chưa? Lỗi O1 là lỗi gì? Có điện áp bất thường ngay chỗ ngay chỗ nào? Ốc trung quang. Khi rồi đây đóng nguồn, lập tức đường đây áp được giảm. Cho nên trong cái đoạn đường 50 hẹt, bạn có ghi cái chữ không? Khi volt về tăng lên 3V, nhìn coi, cái nãy các bạn chụp á, hồi nãy các bạn có chụp không? Khi tăng lên 3V, lập tức bảo O1, phải không? Coi. Học mặt là phải đạt tới đỉnh của phân tích mặt. Nhìn coi cái đoạn văn đó đúng không? Khi nó tăng lên 3V, từ 2.1 đột ngột tăng lên 3V, thì lập tức nó bảo O1. Chính xác chưa? Phải vậy chưa? Cái đoạn văn đó phải không? Học là phải đi tới đỉnh của phân tích mạch. Về 6 đường lệnh của nó thì chúng ta cũng có sơ đồ. Giống tao đưa ba bốn bo qua mà tao biết mà. Đó, bây giờ mới thấy sơ đồ thì có từ lâu rồi mà kêu dò mạch không dò. Nhưng mà thật sự ra không có hứng thú dò. Bởi vì mỗi lần mà vô cái bo gì đó mà có một cái lỗi nào, cái điểm nào bắt đầu hình anh hứng thú anh dò cái chỗ đó mà. Rồi qua chỗ khác không biết cái để chấm tiếp. Phải đúng không? Thôi thì chúng ta tự tạo niềm cố gắng chúng ta. Cái chỗ nào cũng dò. Được chưa? Sáu là đủ chưa? Bình thường nó có bo không? Bình thường nó không có bồn, chỉ khi chạy nó mới có bồn, các bạn nhớ nha. Quanh diễu của cái dây, em lấy đồng hồ kim em đo thử xem, nó không có. Chạy đồng hồ điện tử chúng ta nó sẽ có, lấy đồng hồ kim đo thử. Bạn đang mở nguồn hay tắt nguồn? Tắt nha, đừng mở. Xem có bon không? Một đường là nếu nó có bon là nó đang thông dẫn. Được chưa? Đôi trên 15 có không là biết nè. Thấy chưa? Hiểu cho em. Tại vì cái đồng hồ số nội trở rất là lớn cho nên nó hay gặp tân lệ. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ gắn con đi xem xuất chưa? Cắt nguồn. Gắn con xem xuất chưa? Thử xem. Cẩn thận nha, con trụ nó còn điện nha, con trụ nguồn xích trên nó còn điện. Rồi chúng ta xả điện đi. Như vậy là dễ hay khó? Theo các bạn suy nghĩ nó dễ hay khó?
Mấy con đi xe công suất này hàng mới có không? Có em, nhưng mà cái con mới nó dở hơn con cũ em. Cái con mới thì thấy gắn ra 10 con rồi nó chết con, còn con cũ đa phần chạy hết. Cẩn thận cái chân cẳng. Đây là chúng ta đang hướng dẫn sửa một cái bo, chúng ta hướng dẫn thực tế. Tuy nhiên những bạn vô xem live vẫn có thể hiểu được cái mình nói chuyện đó là hư gì. A1 là sự gì? Sự thay đổi điện áp bất thường của đường 50Hz khi được đóng từ đây cấp nguồn, do sự tụt giảm của điện áp nguồn rất khẩn cấp trong trường hợp cộng trừ của cầu diode bị nổi tắc, đúng không? Dễ không? Ngày xưa các bạn cũng biết là cái con IC công suất chết có một phần do đường có một phần lỗi A1, nhưng mà các bạn không lý giải được, chứ thật sự không có gì để mà khó khăn cả. Thế nhưng mà như mà như vậy thì ngày xưa lúc mà bạn học trước thì họ có dạy cái ở A1 không? Bạn bây giờ? Dạ. Lúc trước là họ có dạy lỗi A1 sửa như thế nào? Không không. Vậy nhưng mà nếu như vậy gặp những cái lỗi thì chúng ta kiếm tiền không được. Chúng ta làm sao mới phải kiếm tiền được hết? Bo tới là có tiền. Bo tới là có tiền. Cho nên các bạn thấy cái tầm quan trọng của sự kéo vô không? Kéo vô lên, kéo vô xuống không? Đúng không? Tại vì thì kéo lên 3V nó mới bắt đầu A1. Nếu mà chúng ta không kéo lên thì chúng ta sẽ không xác định lỗi A1 ở cái đợt cái khúc này. Thấy rõ không? Cho nên cái việc mà tăng vô, giảm vô, kéo nó rất quan trọng. Nó chính là độ rò, độ rỉ. Được chưa? Sau khi bạn hàng xong rồi chúng ta sẽ thử lại ha. Bạn nào mới á, thì chịu khó tối á, mấy bạn sửa máy á, thì các bạn xuống phụ mấy đứa để hàng cho nó quen tay quen chân rồi mới mốt mới lên cái mặt được nha, chứ không thôi thầy không có cho lên làm đâu, tại vì tay chân mà không quen làm hư đồ của người ta đó. Đó là thực tế, thầy nói cái nào cũng thực tế, thầy ở đây quen sống thực tế à, nhưng cái gì cũng thực tế. Anh muốn sửa cái bộ mặt bởi vì cái bộ hàng anh cảm quen, chứ anh kêu sửa nhà nào. Đúng rồi, phải thứ nhất là phải cầm quen cái bỏ hàng nè, cầm quen đủ chì nè, đúng không? Ít hơi gì cho nhiều nè, đó thì mới sửa máy được. Các bạn thấy không, cái thằng Bình là cái điểm chính rồi, thấy nhìn nó sạch lè không? Đó, đó. Thấy chưa, các bạn thấy điển hình không? Rồi xong chưa? Chúng ta chờ chút xíu các bạn hàng cho nó xong. Gỡ IC thì hôm nay thì nói thẳng ra những cái bo này thì thầy cũng chán làm rồi, cho nên là sẽ hướng dẫn các bạn làm dần cho nó quen. Thay vì thầy làm thì quay video, thôi để cho các bạn làm các bạn thì quay video cũng được. Trước thì chúng ta sẽ quảng bá, thứ hai là các bạn sẽ nâng cao được tay nghề. Chứ thầy làm thì quảng bá thì được rồi, nhưng mà các bạn thì sẽ không nâng cao được tay nghề. Mà cái học chúng ta nó lạ cái chỗ là đi học có làm gì nó mới khoái, chứ bắt nhỏ học lý thuyết không ngắn ngược, cho nên học phải ứng dụng mà vô thì chúng ta sửa luôn.
được chưa, được chưa? Cái mỏ hàng có chỉnh độ nóng hết chưa? Có dễ hơi đâu phải không? Cái chỗ đó là chì, cái chỗ đó là tiếng nó nhiều cho nên là hàng nó sẽ nóng thế là bị nguội. Rồi đó. Các bạn phải đạt được chân truyền của những mạng số điện tử thì các bạn mới hàng. Các bạn biết tại sao không? Tại vì thường thường những mạng điện tử họ hàng vô trong mạch của con IC, họ hàng vô lần đầu tiên họ không hơi hàng, hàng đầy chân, đầy chì. Họ chỉ hàng chỉ dính một xíu chì vô cái chân thôi. Rồi họ thử. Còn những dân bọn bên phần công sức thì họ hàng đầy chút xíu. Để biết chi các bạn? Để lỡ mà không phải gỡ ra nó dễ. Chứ hàng mà đầy chì hết rồi, hồi hút thấy bà luôn. Đúng không? Suy nghĩ rồi. Vậy thôi. Đúng chưa? Họ chỉ hàng dính chút xíu chì ngay chỗ cái mặt với cái chân là. Đối với những đường lợn, đường 15 con chỉ hàng chỉ dính xíu thôi. Để có những cái câu chuyện mà gỡ hàng mà không được, khách hàng gì đó là không được thì họ chỉ hút ra, hút nhanh không nhanh. Còn chỉ gì nó dính ngang cái chân thôi, hút rất nhanh. Còn hàng đầy chì đúng không? Hồi hút thấy bà luôn. Đó, có những cái làm cũng khá hay đó. Được rồi, dính cho đó là ok rồi. Rồi, hẹn mấy chân tuân kia xong chưa? Rồi, chà rửa sạch sẽ. Các bạn nào cũng vô phải hỏi cụ siêu nói tắt không không? Chắc có vấn đề. Nó không có vấn đề, nó sẽ là vấn đề nghiêm trọng. Rồi chưa? Chúng ta sẽ gắn nhôm vào đầu đuôi thử. Tuy nhiên là chúng ta coi bên đó có một miếng nhôm kìa, kêu bạn Bình cho mượn miếng nhôm thử chứ đi đã chứ đi gắn như vỏ đó, cái miếng nhôm đó thấy không? Ok ok. Rồi, chúng ta gắn miếng nhôm cho chút xíu cái keo chút xíu đi. Rồi chúng ta thử trước rồi chúng ta trước khi gắn vô cái vỏ. Keo tản nhiệt. Miếng nhôm này do là nhôm này chúng ta làm bằng là tê ren răng cho nên chúng ta siết vừa phải thôi nha, cân độ im nhẹ của cái tay. Tại vì cái độ làm ren của răng thì chúng ta siết yếu, siết mà chậm cái nó leo răng luôn. Miếng nhôm đâu, miếng nhôm đâu? Đây chúng ta làm rất là thoải mái. Dạy sửa bo là phải dạy cho họ từ đây họ làm được cái bo thì họ mới khoái. Ít nhất thì về bo về nhà cũng biết rồi, cách điện sao, kiểm tra làm sao, đường này đường kia cũng phải biết. Chứ đi học sửa bo về mà cầm cái bo không biết cấp điện thấy bà luôn à, vợ đuổi ra khỏi nhà luôn. Bác bắt hai con đàng hoàng nhưng mà bắt vừa tay thôi, tại vì cái miếng nhôm này, cái miếng nhôm chúng ta tái chế không vừa lỗ thôi. Vừa mấy bạn bắt hồi tối bạn thử mà nó có rất nhiều lỗ để bắt nhiều con khác nhau, nhìn coi lỗ nào. Tụi nó bắt à, tụi nó thử mà xem kỹ đi. Cương dưỡng bò chay đủ hai lỗ đàng hoàng có không? Được không? Đó, đang dạy cho mấy bạn sửa cho chính xác.
đúng không? Rồi rồi chúng ta dắp cuộn xeo lại. Rồi dắp cái đầu. Ok chưa? Dắm cả pin chưa? Chúng ta dắm đầy đủ thiết bị rồi. Chấm phải cho chặt, đừng có lỏng. Kiểm tra lại đầu cái lốc nha. Chặt không, đừng chạm. Rồi, chúng ta sẽ mở nguồn thử xem. Mà chắc chắn hết chưa? Có dính gì không? Có dính gì không? Trước khi chúng ta mở nguồn. Sau khi bạn hai cùng xem trước rồi chúng ta sẽ mở nguồn thử xem. Rồi mở nguồn. Có đèn chưa? Có đèn đúng không? Rồi thử. Rồi thử xem điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta sửa hai con IC công suất. Đúng theo bài bản. Còn báo E1 không? Nếu có báo E1 thì nó đã báo khi nó đóng điện cái cầu diode. Còn không? Chết mã lỗi thử xem. Đó, đóng điện rồi đó. Rồi, E00. Các bạn nên nhớ khi đồng hồ đây kinh chúng ta tiếp. Và đây một tiếp dài, đó là không lỗi. Tiếp ngắn là có lỗi nha. Cái tiếp nó dài E ra là không có lỗi. Còn khi một cái tiếp là cái đó đang có lỗi. Mặc dù không có báo lỗi nhưng cái máy đó đang có lỗi. Rồi chúng ta chờ thử xem chạy không. Cẩn thận, cơ hội không đến lần thứ hai. Rồi, thử xem. Chết mã lỗi đi ha. Chúng ta chờ thôi, 3 phút 20 giây, thử xem. Đó, chết dài nghe không? Chết dài không? Đó là test không có lỗi. Chúng ta chờ chút xíu. Vậy là ơ một chúng ta đã vượt qua chưa? Vượt là E1 chưa? Có những cái rất đơn giản, không khó khăn. Nhưng để hiểu được cái lỗi E1 phải có người giải thích. Chúng ta chờ chút xíu ha. Có lỗi thì nó đã báo rồi. Chờ lóc chạy mới tính tiếp. 3 phút 20 giây, chúng ta chờ xem. Chết tiếp đi. Đó, chưa có lỗi ha. Chúng ta chờ chút xíu. Rồi, quạt đuôi nóng chạy. Rồi, lóc chạy.
Không cần, bây giờ bỏ đèn bỏ dây quá tải qua, tắt đi. Rồi chúng ta chờ tắt luôn nguồn cả mới được em. Tắt CD. Rồi chúng ta chờ chút xíu, chúng ta mở lại 3 phút 20 giây là lặp lại khi không có đèn bỏ dây quá tải. Và chúng ta làm như vậy để chi, lỡ mà cô xem sức mà nó có sự cố, nó chập lại lần nữa điện nó sẽ sáng lên, mình sẽ biết. Được chưa? Rồi mở lại đi em. Như vậy chúng ta sửa lỗi một. Nếu như bạn nhìn vô đồng hồ livestream trực tiếp thì chúng ta sửa là theo như một bạn mới bước vô nghề là chúng ta sửa 1 tiếng 10 phút. Rồi chúng ta quay 1 tiếng 10 phút. Rồi bạn mới vô nghề. Nếu như thầy sửa thì các bạn thấy sẽ rút ngắn trong đoạn biết bao nhiêu. Cho nên là các bạn nói thầy sửa máy nhanh quá, nhanh, hiểu mới nhanh, không hiểu không nhanh được. Thầy bước vô mà gặp thầy là cái là xong lâu rồi. Tại vì hướng dẫn các bạn thì đương nhiên phải từ từ. Chứ nhào vô một cái mà mày kêu mày cứ thay con này cho tao, không cần biết chuyện gì hết, thì học trò nó biết là kiểu biết vậy thôi. Nhưng mà nó sẽ không biết được cái đường đi nước bước, tại sao nó phải như vậy, tại sao nó phải như vậy. Đó gọi là học sửa ban. Nhưng mà qua cái máy khác thì nó hoàn toàn là không biết. Được chưa? Phải nó mở vậy là tôi vô tôi đến điều chỉnh cũng quyền đó. Ở dưới mở rồi vô tivi mình đi nắm được quyền liền, bản quyền bài hát mặc dù nó trả liên quan bài hát. Google hay lắm, nghe giờ nó bản quyền liền đó. Rồi chúng ta chờ chút xíu để chúng ta xem coi nó chạy ha. Vậy từ vậy sao các bạn gặp lỗi một có thể tự xoay sở được không, tự xoay sở được không? Mỗi đường công suất đường 50 hạt rồi. Đúng rồi. Một chỉ có đường công suất 50 hạt. Đúng rồi. Thôi vậy thôi. Nhưng mà nó còn lại cái lỗi khác. Em sợ rằng giả dụ nó không chịu công suất đường hạt. Một chỉ có lỗi gì thôi. Công suất thì sẽ lỗi khác. Nhưng mà lỗi này là lỗi chạm hai đầu cộng trừ công suất thì nó là lỗi O1. Khi mà các bạn tra mã lỗi và các bạn gặp mã lỗi O1 thì các bạn chỉ có làm nhiêu đây thôi là đủ. Một là 50 hạt bị sai. Hai là công suất bị sai. Trên 30 diện vi lý và trên 3 volt thì cỡ nào cũng là 1. Rồi chúng ta chờ nó chạy là xong ha. Về bo này chúng ta sẽ thu khách hàng là 450 ngàn. Nhưng mà hôm qua thầy báo ông 650, nếu tôi thêm suất. Nếu mà được 50 ngàn hơn 250 thì xem suất tôi hồi 650. Thế các bạn bao nhiêu? Nghĩ vậy các bạn? 500. 500 có tùy ha. Pha ra thị trường. Không, tùy theo cái khó. Tùy mấy bạn à. Nói chung là tùy ở vùng các bạn. Có như quê có những bạn có sửa rất là mắc không? Có quê tùy quê à. Có quê bạn sửa rẻ, có quê bạn sửa mắc. Rồi chưa? Chạy chưa? Thì thổi ra là đúng. Đầu đó đó em. Đầu đó hút á. Đầu này đó đầu ra nè. Ok, vậy đúng được rồi. Chứ mà chúng ta đổi nên chúng ta chờ mấy phút nữa đó à. Rồi xong rồi chúng ta kết thúc video ha. Rồi chúc các anh em thợ mà có nhiều gì được vui trong cuộc sống nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem ra.